anh em, chào mừng em đã quay trở lại với phố ăn chơi. Và ngày hôm nay đã là ngày thi cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia rồi. Hiện thì mình đang đứng ở trường Trung học phổ thông chuyên Amsterdam và mình có hai ông anh nữa. Không biết là hai ông anh đã đến nơi chưa? Để mình alo xem hai ông anh đang ở đâu nhá. Alo alo, tôi nói đồng bào nghe rõ trả lời không ạ? Alo. À, Sơn, phố ăn chơi, phóng viên thường trú tại trường cấp 3 Lương Thế Vinh. Alo alo, xin chào Linh cùng tất cả bạn đang theo dõi phố ăn chơi. Hiện tại thì Hiếu đang có mặt tại điểm thi Trung học phổ thông Yên Hòa. Và hãy cùng mình xem là cảm xúc của bạn sĩ tử 2K4 sau khi trải qua 2 ngày thi cực kỳ quan trọng sẽ như thế nào nhá. Bên ngoài thì mình đang thấy các bác phụ huynh đang đợi con em của mình thi xong ấy. Thì trước khi mà chúng ta phỏng vấn các sĩ tử hôm nay thì hãy cùng theo chân mình đi hỏi các bác phụ huynh xem là các bạn đang nghĩ gì nhá. Đi thôi. Bây giờ đang là môn thi cuối cùng của kỳ thi rồi đấy, thì không biết là bây giờ cô đang có cảm xúc như thế nào ạ? Thì cô cũng hồi hộp với các em, cùng các em thì bây giờ thi xong thì biết được kết quả thì cũng vui, cũng mừng. Thế nhưng bây giờ thì cũng hồi hộp, lúc này là đang hồi hộp. Đúng rồi. Cảm thấy rất vui vì thứ nhất là các con đã có trên đời này và đã nỗ lực hết mình và có được hoàn thành cái cuộc thi này. Môn cuối cùng thì cô cũng đang hồi hộp chờ các bạn ra môn cuối cùng xem như nào. Nhưng mà cô nghĩ là với con nhà cô thì học toán văn anh thì môn anh chắc chắn môn cuối cùng của em thì em cũng sẽ được có được kết quả tốt. Thế bây giờ kỳ thi chuẩn bị kết thúc rồi thì nếu như mà kết quả dù cho thế nào thì cô có điều gì nhắn nhủ với các em không ạ? Cô chỉ nhắn nhủ với các em, tất cả các em là kỳ thi sắp kết thúc, là mong tất cả các con đạt điểm cao và cánh cửa đại học rất là rộng để chờ đón tất cả các con. Thực ra mà nói thì trước khi bước vào kỳ thi này và trước cả cái ngày này thì cũng đã làm công tác tư tưởng cho các bạn rất nhiều. Là tất nhiên là học thì mình sẽ cố gắng học theo cái năng lực cũng như là cái khả năng của mình. Đó, và hai nữa là cái gì là cố gắng là tạo tư tưởng tâm lý thoải mái, chứ không muốn là vì quá lo lắng sau đó là học rồi cuối cùng nhiều khi cũng không hiệu quả. Và trước khi các bạn ấy từ ngày tập trung rồi đến ngày hôm qua rồi đến nay buổi thi cuối cùng thì như hôm nay là các bạn bước vào thi thì là chúc bạn tôi một chút con gái là sắp sửa là vượt qua một cái mốc rất quan trọng. Thế và môn này là cuối cùng rồi thì trước tất nhiên là nó những cái môn kia có tốt hay những môn này có như thế nào chẳng nữa thì là mình có cái tâm trạng thoải mái đào bằng hết sức. Cho dù kết quả dù có cao hay thấp thì cái tình cảm của bố mẹ đối với con cháu sẽ đối với con em mình sẽ không bao giờ thay đổi và chỉ có thể hơn chứ không thể kém đi được. Cho nên cái nếu mà được kết quả cao thì tất nhiên là rất vui. Thế còn kể cả thấp thì các con vẫn là các con và đấy sẽ là cái sự nỗ lực của các con. Vâng. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Con thấy mua hoa và mua gấu rất là đáng yêu luôn đấy. Rất cảm ơn bác. Em nghĩ là trên 9 còn đúng bao nhiêu? À, 99 đấy mọi người. Em cảm giác em làm được bài tốt ạ. Cảm giác à? Cảm giác ạ. Cảm giác. Em không phải quá lo lắng về môn này, vì em có IELTS rồi. À, được. Ôi, okay. Ôi. Đây là em trai mình mọi người ạ. Em thấy là đề khá dễ, là câu nói của ai cũng bước ra khỏi phòng thi. À thế ạ, đề còn, khá dễ. Còn với em thì em thấy là dễ qua liệt. Đặc biệt là môn toán thì em thấy nó rất là khó ạ. À, anh thấy bảo là phân loại ở 10 câu cuối đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế thì cho anh hỏi nhá, 10 câu cuối là em tự làm hay là em khoanh được? Em không. Ok. Em phải tốn thời gian làm quen lại ạ. Tại vì học online em hay bị lười ấy. 3 năm học online thì phải đến 1 năm rưỡi em ngủ. Em ngủ với em chơi thì em nghĩ là khó với em, còn các bạn nào em chưa biết ạ. Có những cái bài dạng bài khó chẳng hạn. Mà ví dụ như ở trên lớp thì có thể quay sang hỏi bạn bè luôn, nhưng mà khi mà học online chỉ có thể gọi tiếp xúc với nhau qua một cái màn hình điện thoại. Em cảm thấy là nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì học là cả một quá trình. Và việc em học thì cả 12 năm học thì người ta cũng sẽ có kinh nghiệm là từ biến từ online trở thành offline được thôi. Nếu ý thức thôi. À, ý thức đúng chính xác. Hay.
được. Thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Trong mặt em có thể hơi sợ. Ná thở chị ạ. Trời ơi, ná thở luôn mọi người. Em tự tin là không ạ, bởi vì là cái lúc mà còn 100 ngày thì em mới bắt đầu em học mà em cảm thấy em điên ở trong nhà luôn. Có, bởi vì chủ yếu là tài liệu online rất nhiều. Quan trọng là do chúng ta hết đúng không? Ý thức ạ. Thế thì các đề năm ngoái và đề năm nay có đề thì em thấy thế nào? Đề nào khó hơn? Thực ra thì em vẫn chưa làm đề năm ngoái nên là em chỉ biết là đề năm nay thì chắc là nó khó hơn hay sao ấy, bởi vì là em thấy mọi người cũng hay bảo thế. Thế thì em có gọi là thi IELTS? Em không ạ. À em không ạ. Em 7 đó ạ. Ban điểm em cũng tầm 6 chấm thôi. Em thi không được tiết lộ. À không được tiết lộ à? Chắc là cao lắm đây các bạn ạ. Em dùng em xét tuyển cùng với học bạ của em nữa. Xét tuyển kết hợp đúng không? Em dùng 7 chấm để xét vào đại học. Đại học em mà em xét vào trường nào? Em đang định vào NEU, Kinh tế Quốc dân. Chị học NEU. Chị học NEU à? Chị học NEU. À, rơi kính rồi. Em xét bằng ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ khác. À ok, hôm nay em thi ngôn ngữ gì? Em thi ngôn ngữ Nhật ạ. À ui. Ngôn ngữ Nhật. Sướng nhất các bạn. Thế em xét tuyển ở đâu? Thì thứ nhất là xét được trường thì xét để cho nhiều lựa chọn đấy ạ. Thế em có nguyện vọng cho mình chưa? Nguyện vọng một đấy. Nguyện vọng một của em là gì? Thì thứ nhất là em thi cái này mục đích chính của em là tốt nghiệp thôi, tại vì em sẽ học theo xét học bạ rồi. Em thấy nó cũng sẽ khiến em cái lúc mà thi tiếng Anh thì nó cũng thoải mái hơn nhiều. Em nghĩ là nó là một lợi thế lớn, bởi vì người ta sẽ xét các chỉ tiêu đó nhiều hơn, người ta sẽ lấy là các học sinh có các chứng chỉ sẽ nhiều hơn so với cả học sinh xét điểm qua cái tốt nghiệp. Thế là nó cũng có mà nó cũng không, tại vì là năm nay các bạn thi IELTS rất nhiều và điểm cao, với cả là cũng có nhiều kỳ thi như là thi đánh giá năng lực các bạn, nên là tất cả mọi người sẽ có cơ hội như nhau. Bây giờ kiểu từ Gen Z trở đi là chị thấy là cánh cửa đại học nó mở rất là kiểu mở đúng không, kiểu gì mới sẽ có lựa chọn của mình đúng không? Em có biết cái vụ Kaito Kid ngày hôm qua không? Có, em tin chặt vào Kaito Kid sao mà. Thực ra là Kaito Kid có giúp hay không thì em cũng không biết, bởi vì là em cũng không biết làm. Em có nhận được tín hiệu từ Kaito Kid nhưng mà em vẫn chọn tin Conan. À, tin Conan à? Thế là em ôn bài gì ạ? Em ôn Vợ Chồng A Phủ và Sông Đà. Thế là lủng luôn đấy các bạn ạ. Em cũng một phần tin thôi. Và phần còn lại em tin vào giấc mơ của em hôm đấy cũng mơ trích thần ngoài xa nốt. Ui, được nhờ. Em nghĩ đấy là tùy chọn của mỗi người thôi ạ. Tuy nhiên là không thể phủ nhận là con đường đại học vẫn là một con đường tương đối mở và sáng ạ. Thứ nhất là mọi người hay bảo là con đường đại học không phải con đường duy nhất rồi ấy. Đúng rồi, nó chỉ là con đường duy nhất thôi đúng không? Nhưng cũng có những con đường khác. Nhưng mà nếu những con đường khác nó sẽ phải đòi hỏi chúng ta chăm chỉ hơn và quyết tâm hơn, đầy sự quyết tâm hơn, thế nó sẽ khó hơn. Phải nói thật là bây giờ xã hội thì nhiều người cũng khá là quan trọng cái bằng cấp. Thế nên là có bằng đại học thì sẽ giúp mình sau này kiếm được công việc nó dễ dàng hơn và một công việc cũng ổn định tốt hơn. À, đúng rồi. Nói chung là cũng không phải bắt buộc nhưng mà nên học đại học đúng không? Dạ vâng. Rồi, chị cảm ơn em. Thôi thì chương trình xong rồi thì phải xóa thôi đúng không? Xóa trẻ luôn, bây giờ dịch bệnh xong hết rồi, không như bọn chị ngày xưa. Bọn chị ngày xưa là dịch thi xong mất phải ở nhà. Bây giờ là phải đi chơi thôi đúng không? Đúng rồi, vậy thì chị có một cái quà tặng dành cho em, nó chính là một chiếc ốp của Pikapi ở bên Mập Studio bên chị. Em có thể qua địa chỉ nhá, để lấy một cái ốp miễn phí. Thì cái này sẽ có hạn là một tuần thôi, cho nên là đến nhận ốp bên chị nhá. Vâng. Ok, cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Ok. Share, subscribe cho phố ăn chơi.